Cách để gọi cho người đã chặn số điện thoại của bạn. Phải làm gì khi bạn muốn gọi cho người đã chặn số điện thoại của bạn? Trước khi hành động, bạn cần nghĩ xem nguyên nhân nào khiến họ chặn số điện thoại của bạn Hãy đảm bảo bạn sẽ không làm phiền người khác hoặc bị phạt vì tội quấy rối. Nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi vì lý do chính đáng, hãy tham khảo các cách dưới đây. Phương pháp 1: gọi bằng điện thoại của bạn. 1. Ẩn ID người gọi. Đây là cách khiến người nhận cuộc gọi không biết người gọi là ai, số điện thoại của bạn sẽ không hiển thị và ID của bạn sẽ bị ẩn. Để ẩn ID người gọi trên iOS, iPhone, hãy mở ứng dụng setting cài đặt. Tiếp theo, truy cập phần phone, điện thoại và chọn Show My Caller ID, hiển thị ID người gọi của tôi. Việc cuối cùng là đẩy nút trượt sang vị trí off, tắt. Đối với Android, hãy mở setting cài đặt, vào Call setting cài đặt cuộc gọi. Additional setting cài đặt bổ sung, Call ID, ID người gọi. Tiếp theo, chọn hai number, ẩn số điện thoại cuộc gọi của bạn sẽ hiển thị dưới dạng vô danh và bạn có thể vượt qua danh sách chặn. 2. Nhập sao 67 Đây là mã chặn số điện thoại để cuộc gọi của bạn hiển thị số unknown, không rõ, hoặc private, riêng tư. Nhập mã trước số mà bạn muốn gọi chẳng hạn như sao 67 408 221 XXXX. Cách này hiệu quả trên điện thoại di động hoặc điện thoại bàn tại nhà, nhưng có thể sẽ không áp dụng được cho điện thoại doanh nghiệp. 3. Tải ứng dụng tạo số điện thoại ngẫu nhiên. Nếu sử dụng điện thoại di động, bạn có thể tải một trong các ứng dụng miễn phí giúp tạo số điện thoại ngẫu nhiên. Bạn có thể dùng số điện thoại để nhắn tin và gọi ngay trong ứng dụng và sử dụng để gọi người không sử dụng ứng dụng. Đây là cách đáng tin cậy để người gọi đã chặn số điện thoại của bạn. Ưu điểm của phương pháp này là mã vùng cũng được tạo ngẫu nhiên, vì vậy người nhận cuộc gọi sẽ không biết bạn gọi từ đâu. 4. Gọi đến số điện thoại bàn nếu điện thoại bàn không cho phép bạn chặn số điện thoại, nếu bạn biết số điện thoại bàn của người đó hãy thử gọi cho họ. 5. Đổi số điện thoại Liên lạc nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhờ họ đổi số điện thoại cho bạn. Bạn cần trả phí để thực hiện việc này. Đây không phải là cách đơn giản nhất trừ khi bạn có kế hoạch đổi số điện thoại. Hãy nhớ rằng đối phương cũng sẽ chặn số điện thoại mới của bạn nếu họ vẫn có lý do gì đó để làm việc này. Phương pháp 2. Thực hiện cuộc gọi từ điện thoại khác một Sử dụng điện thoại công cộng có lẽ cách đơn giản nhất là gọi cho người này bằng số điện thoại mà họ kia chặn như vậy họ sẽ không biết bạn là người thực hiện cuộc gọi họ vẫn sẽ gác máy khi họ muốn nhưng ít nhất bạn đã vượt qua vòng chặn lưu ý rằng việc này chỉ hiệu quả trong một hoặc hai lần trước khi người ấy dừng trả lời cuộc gọi từ số điện thoại lạ nếu nơi bạn sống có điện thoại công cộng hãy thử chi một ít tiền để thực hiện cuộc gọi khó theo dõi tung tích thuê phòng khách sạn và thực hiện cuộc gọi tại đó sử dụng điện thoại ở trường học hoặc nơi làm việc xin phép sử dụng điện thoại bàn tại cửa hàng hoặc nhà hàng. 2. Mượn điện thoại của bạn bè Kể lại sự tình cho người bạn ấy nghe, rồi hỏi liệu bạn có thể dùng điện thoại của họ để gọi cho người mà bạn muốn. Hãy ý tứ khi sử dụng điện thoại của bạn bè và không quấy rối hoặc đe dọa người khác. Nếu bạn đi quá giới hạn, bạn sẽ khiến bạn bè gặp rắc rối. Tương tự như khi sử dụng điện thoại công cộng, nếu bạn liên tục sử dụng số điện thoại của một người bạn để gọi cho người đã chặn số điện thoại của bạn người nhận cuộc gọi sẽ không trả lời cuộc gọi từ số đó. Người ấy thậm chí sẽ chặn số điện thoại của bạn bè của bạn. 3. Thử nhờ người quen thay bạn thực hiện cuộc gọi. Nếu đối phương gác máy ngay khi họ nghe thấy giọng của bạn, hãy viết nội dung cho bạn bè hoặc người quen và nhờ họ nói hộ. Cách này sẽ hữu ích khi bạn nhờ bạn bè chung giữa hai người và người này cũng được đối phương tin cậy. Đây là cách giúp bạn nói được những gì cần nói mà không khiến đối phương cảm thấy bị đe dọa. Hãy nói rõ điều này trong kịch bản của bạn. Ví dụ, chào Lan, mình là Khoa, mình chỉ giúp An chuyển lời và sẽ gác máy khi nói xong. An muốn nói là, điều bạn muốn nói, xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Bạn cũng có thể dùng công cụ thay đổi giọng nói để che giấu giọng thật. Tuy nhiên, nếu người đó đã chặn số điện thoại của bạn, có thể họ sẽ thấy lịch sử chặn và nhanh chóng nhận ra bạn. Phương pháp 3. Giữ đầu óc sáng suốt một Suy nghĩ trước khi gọi Đối phương có thể đã chặn bạn vì lý do nào đó, hãy đảm bảo bạn không quấy rối người ấy, và khiến sự việc tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian suy nghĩ về nguyên nhân, tự hỏi liệu cuộc gọi này thật sự có giải quyết vấn đề hay chỉ là cách để đối phương nhớ đến sự hiện diện của bạn. Biết nghĩ cho đối phương. Nếu bạn khiến người ấy cảm thấy không thoải mái, hãy để họ được yên. Mọi việc sẽ dần sáng tỏ theo thời gian, nhưng việc thúc đẩy quá mức sẽ làm mất đi khả năng đó. Hai, ý thức về hậu quả. Nếu bạn liên tục gọi cho người không muốn nhận cuộc gọi, hành động này sẽ khiến họ tìm đến sự can thiệp của pháp luật bạn có thể bị quy tội quấy rối nếu cuộc gọi diễn ra thường xuyên. Tại Hoa Kỳ, người ấy có thể xin lệnh cấm và việc bạn liên lạc với họ là vi phạm pháp luật. Hãy cân nhắc xem liệu cuộc gọi này có đáng để bạn nhận kết quả đó không. Tại Hoa Kỳ, đạo luật ID người gọi năm 2009 quy định việc giả mạo ID người gọi sẽ gây hại hoặc lừa gạt người khác là vi phạm pháp luật. Nếu bạn sử dụng dịch vụ nào đó để chặn hoặc thay đổi phần hiển thị của số điện thoại, hãy cẩn trọng. 3. Tìm cách khác suy nghĩ lý do khiến bạn cần liên lạc với người ấy và liệu bạn có thể thực hiện cách khác ít ảnh hưởng hơn chắc hẳn bạn sẽ có thôi thúc để gọi cho ai đó và nói những gì bạn cần nói nhưng có thể đây không phải là cách hiệu quả nhất nếu người ấy cảm thấy không thoải mái với việc trao đổi qua điện thoại nếu bạn chỉ cần bày tỏ cảm xúc và kết thúc mọi chuyện hãy thử viết thư hoặc gửi email cho người ấy họ sẽ không cảm thấy bị đe dọa nếu có thời gian để đọc và phản hồi cho bạn trong trường hợp khẩn cấp và bạn có lý do chính đáng để liên lạc hoặc tìm kiếm người ấy Hãy nhờ bạn bè chung hoặc nhờ cảnh sát hỗ trợ, bạn chỉ cần tìm một người trung lập có thể giúp bạn liên lạc với họ.